Người hâm mộ cả nước đã rất vui mừng chào đón sự trở lại của Văn Quyến khi huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ thuyết phục thành công cậu bé vàng ngày nào trở lại với sự nghiệp đỉnh cao. Tuy nhiên rất tiếc, câu trả lời gần nhất là không. Vậy nguyên nhân vì sao Văn Quyến lại khước từ một cái cơ hội được sống với niềm đam mê của mình và thậm chí là đi đến một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời của mình là từ giã sân cỏ? Và tất cả những câu chuyện đó sẽ được đề cập trong vlog Minh Hải của ngày hôm nay. Năm 2014 thì Cần Thơ đã tổ chức thành công giải U21 quốc tế báo thanh niên. Mở đó tất cả các trận đấu có đội U19 Hoàng Anh Gia Lai đều cháy vé. Và Cần Thơ trong cái mùa giải đầu tiên thi đấu ở V-League, họ cũng muốn có một hiệu ứng tương tự, có một sức hút như thế đối với khán giả và lấp đầy sân Cần Thơ. Chính bởi vì thế nên là huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã nhận một cái mật chỉ là cố gắng làm sao nêm kín sân vận động Cần Thơ. Người Cần Thơ thì có một niềm đam mê rất đơn giản là ngoài ca nhạc, đặc biệt là cải lương, thì họ thích những cái môn như là đua chó, đá dế hoặc là xem đua xe. Nhưng mà đây là mùa giải đầu tiên mà Cần Thơ lên V-League, cho nên là lãnh đạo của địa phương thì mong muốn là huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ có thể tạo ra được một cái sức hút đối với khán giả đến xem môn thể thao vua. Và để làm được điều đó thì đương nhiên là họ cần những ngôi sao. Trước đây thì lãnh đạo của đội bóng Tây Đô có đề cập đến vấn đề lấy Công Vinh, nhưng Công Vinh cũng từ chối. Sau đó đến lượt Mạc Hồng Quân, cuối cùng thì cũng out. Và đến bây giờ thì người duy nhất huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ có thể trông cậy chính là Văn Quyến. Đã qua rồi cái thời kỳ Văn Quyến còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng rõ ràng đến thời điểm này thì Văn Quyến vẫn còn là một thương hiệu rất mạnh. Và đặc biệt là những cái pha xử lý của anh, những pha đá phạt của anh vẫn có thể gây được tiếng ồ. Và nói tóm lại là Văn Quyến vẫn còn là một thỏi nam châm khổng lồ có thể thu hút được khán giả đến sân. Và đó chính là cái điều mà huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ cũng như lãnh đạo của đội bóng Cần Thơ cần nhất vào thời điểm này. Bị việt vị với trường hợp của Mạc Hồng Quân thì huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ ngay lập tức phải chốt hợp đồng với Phạm Văn Quyến. 25 triệu đồng tiền lương cho một tháng, 400 triệu đồng tiền lót tay cho một mùa giải. Đó là những điều khoản được ghi trong hợp đồng. Những con đường đến với đất Tây Đô của Phạm Văn Quyến thì không trải trên hoa hồng, và cậu bé vàng của chúng ta phải vượt qua ba chướng ngại vật. Chướng ngại vật đầu tiên chính là Phạm Văn Quyến phải tự mình trang trải cái thuế thu nhập, mà cái con số này có thể lên đến hàng chục triệu đồng cho một tháng. Cái điều thứ hai chính là cái năng lực của Phạm Văn Quyến, bởi vì thực sự bây giờ thì ngay cả những người lãnh đạo của Cần Thơ cũng đang đặt một dấu chấm hỏi to đùng đến chính cái khả năng sân cỏ của Phạm Văn Quyến. Cho dù là huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ thì tin anh tuyệt đối, nhưng cái điều quan trọng nhất là cái chướng ngại vật thứ ba mà Văn Quyến không thể nào vượt qua nổi, khi mà những người ở Cần Thơ người ta quan ngại, người ta lo lắng rằng Phạm Văn Quyến có thể là một bản sao của Huy Hoàng ngày xưa. Bởi vì như tất cả chúng ta đều biết là cái thời gian mà Huy Hoàng khoác áo Cần Thơ là một khoảng thời gian đầy tai tiếng, mà ở đó Huy Hoàng đã bị những kẻ xấu đến đòi nợ, và thậm chí là Huy Hoàng đã phải trốn ở trong một cái khách sạn không dám ra. Và chính những người lãnh đạo của Cần Thơ bây giờ cũng nói rằng họ đã chán ngấy cái cảnh của Huy Hoàng và không muốn lặp lại trong trường hợp của Văn Quyến. Ngay sau khi biết được cái thông tin này thì Phạm Văn Quyến đã cảm thấy tức giận. Điều đó làm cho Phạm Văn Quyến có cảm giác rằng mình bị coi thường, và đó cũng là giọt nước làm tràn ly dẫn đến cái quyết định không ký hợp đồng với đội bóng Cần Thơ nữa. Chính bởi vì điều đó trên mới xuất hiện cái lý do là vợ cản mẹ ốm, khiến cho Văn Quyến đã hủy luôn cả cái vé đã đặt để vào hội quân với Cần Thơ. Văn Quyến đã từ chối một cách thẳng thừng, nhưng Cần Thơ thì vẫn đăng ký trong danh sách thi đấu năm 2015. Nhưng có một điều chắc chắn là nếu như đôi bên có thể đi đến đồng thuận thì cái khả năng để chúng ta xem Văn Quyến thi đấu đỉnh cao là vẫn còn. Tuy nhiên, cái cơ hội này không phải cao, nếu như không muốn nói là cực thấp. Rất nhiều người mừng vui bởi vì lại được xem Phạm Văn Quyến thi đấu. Rất nhiều người cảm thấy mừng bởi vì Văn Quyến cuối cùng thì cũng được trở lại với niềm đam mê cả đời của mình. Nhưng với cá nhân tôi thì tôi cho rằng là đã đến lúc mà Phạm Văn Quyến nên dũng cảm để nói lời từ giã sân cỏ ngay trong thời điểm này. Có hai lý do mà tôi nghĩ là Phạm Văn Quyến nên từ giã sân cỏ ở thời điểm này. Lý do thứ nhất là liên quan đến thể lực. Ở tuổi 31 thì Văn Quyến đã không còn thể lực để có thể thi đấu đỉnh cao nữa. Và đặc biệt là ở cái giai đoạn tập huấn trước mùa giải thì Phạm Văn Quyến gần như là không tập huấn, và anh chỉ ở nhà chơi đá bóng phủi ở quê nhà mà thôi. Cái điều thứ hai là khi mà V-League đã quá cận kề rồi thì Phạm Văn Quyến chỉ có khoảng 7 ngày để có thể làm quen với đồng đội mới, đặc biệt là với một lối chơi mới, với những đồng đội hoàn toàn mới, thì thực sự đấy là một cái rào cản vô cùng lớn với Phạm Văn Quyến. Và thực sự thì đã từ rất lâu rồi chúng ta vẫn coi Phạm Văn Quyến là một người mà cái nhược điểm lớn nhất của anh nằm ở vấn đề thể lực. Nhưng mà ai đã đặt ra một câu hỏi rằng là tại sao 6 năm qua thì Phạm Văn Quyến cái thể lực của anh vẫn như vậy, thậm chí ngày một yếu đi, trong khi những người như Quốc Anh, Hải Lâm và Phước Vinh thì vẫn thi đấu đỉnh cao được, và thậm chí lại còn giành chức vô địch V-League. Và với cá nhân của Huỳnh Quốc Anh thì anh còn giành được quả bóng vàng. Năm 2010 thì huấn luyện viên Calisto đã hỏi bác sĩ Luis Brandão, tức là bác sĩ của Công Vinh đưa từ Bồ Đào Nha đến, về cái vấn đề của Văn Quyến.
Thì ông Louis Brandao có trả lời rằng là trong cái vấn đề của Văn Quyến này thì thực sự là cái giáo án tập luyện nó chỉ đóng góp có 1% thôi, còn 99% còn lại là ở cái ý chí, mà ý chí chỉ được tạo ra bởi động lực. Và đây chính là cái vấn đề lớn nhất của Văn Quyến. Và tại sao Văn Quyến không thể trở lại được đỉnh cao thì câu trả lời nằm ở động lực, nằm ở ý chí của chính anh. Gần như tất cả các bác sĩ đã từng làm việc với Phạm Văn Quyến thì đều khẳng định một điều là cái hệ tiêu hóa của Văn Quyến là một hệ tiêu hóa bất thường, tức là cái khả năng hấp thụ là rất tốt. Tức là với một người, người ta ăn một bát cơm thì sinh ra được bao nhiêu kilocalo, thì vấn đề là với Quyến thì nó tăng đến gấp rưỡi. Và đấy chính là lý do vì sao mà Văn Quyến luôn luôn cảm giác là mập mạp hơn những người bình thường. Năm 2013, tức là ở một cái tuổi 29, khi mà không còn đường lùi nữa, thì Phạm Văn Quyến gần như là đã đầu tư tất cả cho cái sự nghiệp gọi là giảm cân của mình. Và thực sự vào thời điểm đó khi tìm hiểu được thì cá nhân tôi cảm thấy vô cùng xúc động, bởi vì là Phạm Văn Quyến đã không từ bất cứ một cái giải pháp nào để có thể giảm được tận 6 cân trong vòng một khoảng thời gian rất ngắn là hơn 2 tháng. Và thực sự vào thời điểm đó thì ngoài cái chuyện là can thiệp bằng thực phẩm, tức là phải bỏ đi những cái món ăn khoái khẩu của mình, là Phạm Văn Quyến còn phải dùng đến cả thuốc để hạn chế cái khả năng hấp thu của hệ tiêu hóa đối với thức ăn. Và thực sự là mùa giải năm 2013 cũng đánh dấu một cái phong độ đỉnh cao của Phạm Văn Quyến với những bàn thắng tuyệt vời. Và cuối cùng thì giờ Vissai Ninh Bình đã giành cúp quốc gia một cách ngoạn mục. Theo thông tin của tôi thì Phạm Văn Quyến vào thời điểm này đã quyết định là từ giã sân cỏ, và đó là một cái quyết định tôi cho là sáng suốt nhất vào thời điểm này, bởi vì thực sự là tất cả trong chúng ta ai cũng yêu mến Văn Quyến và muốn lưu lại ở trong cái tâm trí của mình hình ảnh một cậu bé vàng tả xung hữu đột với những bàn thắng tuyệt vời. Và ở tuổi 30 thì Phạm Văn Quyến nên gánh vác cái vai trò của một trụ cột gia đình. Anh cũng phải nghĩ đến chuyện sinh con, cũng phải nghĩ đến chuyện là phụng dưỡng mẹ già. Tôi đã rất nhiều lần gặp mẹ Niềm, và thực sự là mỗi một lần gặp mẹ là một lần mà tôi bị ám ảnh. Tôi bị ám ảnh bởi những hình ảnh một bà mẹ cô độc. Tôi bị ám ảnh bởi một cái mâm cơm mà thực sự là một bữa cơm nấu nhưng để ăn cả ngày. Và cũng thực sự vui khi mà biết rằng là Phạm Văn Quyến đã đón mẹ Niềm về Vinh để phụng dưỡng. Nói đến đây thì anh muốn chúc Quyến và gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc cho mẹ Niềm luôn được vui vầy bên con cháu. Và đây là một cái kỷ vật mà tôi rất là quý. Đó là chiếc áo thi đấu đỉnh cao cuối cùng của Văn Quyến. Và xin cảm ơn Quyến đã tặng anh món quà quý giá này. Và nếu như có cơ hội, anh sẽ chuyển nó đến tận tay con trai của em. Và với quý vị thì xin cảm ơn quý vị đã theo dõi vlog của ngày hôm nay.